Hello, em chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre giá rẻ anh chị ơi. Dạ, hôm nay em gửi tới anh chị một căn nhà cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre nha. Đó, anh chị mình xem ha. Nhà mình được hai mặt tiền nha. Khoảng sân trước, phòng khách rất là rộng rãi, 3 phòng ngủ, 2 toilet, bếp. Và phía sau mình còn dư một khoảng nữa anh chị, mình có thể đậu xe, mình sinh hoạt. Rất là rộng. Với diện tích á, là 191m², chiều ngang là 6.76, chiều dài là hơn 27m, nở hậu là 7.21. Rất là tuyệt vời ha. Hướng nhà mình á, là hướng đông, đông nam nha. Hướng đông, đông nam. Điều đặc biệt á, là mình đi chỉ có 40m à, là mình tới được con đường lộ nhựa đó anh chị, là huyện lộ 133 mới, bây giờ đổi là hình tỉnh lộ 883 mới rồi đó. Có anh chị thường hay gọi là đường Cụ Kim Ngân nữa đó. Dạ, mình quẹo trái là khoảng hơn 100m nữa là mình tới được dòng xây mới của Hữu Định, cái chỗ đó quốc lộ 60 mình đi ngang qua đó anh chị. Đó, rất là tuyệt vời ha. Gần bến xe nè, gần trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nè, rồi đại học quốc gia gì nữa anh chị. Còn ngay đây anh chị vừa phải mình đi cũng tầm 100m à, là mình tới sẽ tới cái mũi tàu. Mũi tàu đó là nơi giao nhau giữa đường Bình Đai với đường lộ nhựa đây nè, rất là tuyệt vời ha. Mình có thể đi vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre luôn, chỉ có một hơn một cây số một chút à. Ở trên đường đi qua Trường Chiên nè, ngã tư Tú Điền nè, tiện ích thì rất là nhiều anh chị ơi. Nhà của mình á là thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre nha, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre đó. Hai mặt tiền luôn, nhà mới hoàn thiện 100% với thiết kế là theo kiểu là tân cổ điển anh chị, sử dụng những vật liệu rất là cao cấp luôn, rất là chỉnh chu cho căn nhà này. Hai mặt tiền nha. Đó, đường này bên hông nè là đường bê tông rộng 2,5m, trong đó còn rất là nhiều nhà dân luôn, 3-4 hộ luôn anh chị, hàng xóm mình đó nha. Đó, ngay chỗ đó mình cũng có con đường để mình đi vào phía sau mình á, có thể chạy xe máy vào đó. Còn phía trước đất anh chị xem nè, đây hàng xóm mình nè, hàng xóm mình nè, xung quanh dân cư rất là đông anh chị. Chỗ này là đúng là chuẩn anh chị mình nghỉ dưỡng luôn á. Hướng đất quay quanh đây ha, hướng đây thì trước đất thì cũng là hàng xóm mình ha. Đó, đây nồng dừa nè, bên đó thì nhà dân. Còn đường này á là mình đi thẳng vô trong á là còn rất là nhiều nhà nha, nhiều nhà lắm. Về phần con đường này nè, hiện tại anh chị thấy ha là đường đan. Em xin nói rõ về con đường này cho anh chị mình dễ hiểu nha. Hiện tại là đường đan, nhưng mà bên đây nè là sẽ mở rộng ra để cho con đường này rộng 2,5m, ô tô mình chạy thoải mái luôn. Bà con ở đây đều đồng tình để mình mở đường hết á anh chị. Đó, đang làm đường anh chị xem ha. Mở qua bên đây nè. Đó, cho ô tô mình chạy thoải mái vô. Đó, bên đây thì lấn qua bên đây. Đó, đang bơm cát rồi ha. Thì tổng thể dòng ngoài của căn nhà đó, kế bên này cũng có nhà hàng xóm nè. Đây thì dán đá nha anh chị. Trụ thì dán đá xuyên suốt xung quanh căn nhà luôn. Cửa thì mình xài cửa sắt 4 cánh nha. Ê, xin lỗi anh chị, cửa này cửa nhôm nhưng cũng rất là chắc chắn luôn nha. Đó, nhìn sang trọng lắm. Đèn đường nè, hai đèn hai bên ha, ở giữa mình cũng có đèn. Ô tô anh chị mình vào đây mình hai ô tô mình có thể đậu thoải mái ha, hoặc là trường hợp anh chị mình làm đám tiệc đó, mình có thể để được 4-5 bàn luôn á, rất là rộng rãi nha. Chân tường thì dán gạch xuyên suốt luôn ha anh chị, xem ha. Đó, đây có 4 cánh cửa, nên 4 cửa nè, mở ra vào rất là thoải mái. Ở trong mình nhìn ra ha, thì khoảng sân mình thì cao hơn mặt đường luôn rồi đó, nhà mình cao hơn sân nữa. Ở trong mình nhìn ra nè, đây là công viên mình trồng cây kiểng hoa lá đó ha,
rất là tuyệt vời anh chị ơi. Chỗ này mình có đèn nữa nè, chỗ này mình có thể ngồi để mình uống trà, mình tiếp khách gì đó. Khoảng sân rất là rộng nha, tại vì diện tích căn nhà của mình á là 191 m2 lận. Dạ, ở trong anh chị mình nhìn ra nè, đó, rất là đẹp ha anh chị. Thì phần nền của nhà thì cao hơn cái sân nè, cao hơn cái sân ha. Đó, rồi mời anh chị mình vào trong nha. Đây có đèn nè. Cửa này xưa cửa nhôm, nhôm chính cường lực, cũng bốn cánh luôn ha. Càng vào trong á là anh chị có thể thấy được sự tỉ mỉ nè, tinh tế của căn nhà này. Thật tình mà nói, để làm nên một căn nhà chất lượng nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm anh chị. Từ vật tư nè, thì từ những anh thợ thợ mà thợ hồ nè đó, cho tới chủ nhà nữa đó. Để mà hoàn thiện lên một căn nhà này á là có thể nói là tâm huyết, là công sức của một đội ngũ mới có thể làm nên một căn nhà hoàn thiện chỉnh chu như vậy anh chị. Rất là đẹp nha, rất là tỉ mỉ. Anh chị mình nếu mình ưng căn nhà mình nên đi xem thực tế. Em tin chắc á là anh chị mình xem thực tế mình sẽ thích hơn xem trên video của em nha. À, không gian phòng khách rất là rộng rãi anh chị. Video này sẽ rất là dài nha, em cố gắng quay thật là chi tiết, thật là chi tiết cho anh chị mình xem. Bên đây sẽ điện nè ha, ổ điện nè, điện điện âm tường đó. Chỗ này anh chị mình có thể để tivi đây, còn bên đây thì để sofa này ha. Phòng khách rất là rộng rãi. Bên hông này á mình có thể để mình đọc sách, mình ngồi đây đó, mình nhìn ra ngắm hoa cỏ cây lá rồi. Trần thì trần la phong thạch cao ha anh chị, xài đèn led nha. Chỗ này mình có cái đèn chùm nè đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Điện hay xài điện âm tường hết nha. Cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Chỗ này là nhựa nha anh chị, nhựa giả gỗ nha, ốp tường. Bên này dán gạch nè. Rồi đây là bếp nha, hay không gian bếp. Thường thường những mẫu nhà mà hiện đại á là thường không gian bếp á là sẽ gần với phòng khách. Chỗ này có cái hay nè anh chị, xài nè, đèn led cảm ứng nha. Toàn bộ những vật liệu, những mà đồ dùng, đồ xài, đồ toàn là đồ cao cấp không nha anh chị. Đó, tủ nè ha. Nhà mới 100% nha, nhà còn rất là mới luôn. Đây sườn đá qua cương nha anh chị. Đó, đây bọn cậu này cũng bằng đá luôn nè. Đó, nước rất là mạnh nha. Này là dán gạch nha. Đó, dán gạch. Màu này thì cũng nhìn rất là sạch sẽ luôn rồi. Ở dưới đây mình có kệ mình để đồ nè. Để đẹp lắm anh chị ơi.
Chỗ này thì mình lấy gạo ha, nhấn nút gì gạo đây nè. Đó. Rất là hay ha. Còn kệ này anh chị mình có thể để những chai rượu hoặc là quà lưu niệm gì đó mình trang trí vô ha anh chị. Đây, ở trong mình nhìn ra cái nè, rất là đẹp luôn. Cửa này cửa nhựa giả gỗ nha. Đây ông gian phòng ngủ đầu tiên nè. Phòng ngủ đầu tiên thì mình dán gạch cao này khoảng 1,5 m xuyên suốt căn phòng luôn. Bên hông mình có cửa sổ ha anh chị. Đó, mở cửa sổ rất thông thoáng. Là lợi thế của căn nhà mình á, làm được hai mặt tiền nên mình có thể mở cửa sổ nè, máy lạnh nè. Đó, rất là tuyệt vời ha. Điện thì xài điện âm tường ha, đây có đèn nè. Đó, ở trên thì xài đèn led. Cửa thì bên trong đây thì con đường rộng 2,5 m luôn. Mở cửa sổ thoải mái ha chị. Phòng này thì được cái là mình có toilet trong phòng. Phòng cầu này phòng cầu nguyên khói luôn nha. Đó. Hệ thống này bằng hơi á chị, xài bằng hơi á. À, rất là hay nha. Chỗ này mở cửa sổ cho toilet mình thoáng. Mình có hệ thống máy nóng lạnh xài năng lượng mặt trời luôn nha chị. Nói chung á là nhà này anh chị mình vô này nè, mình mua đồ mình trang trí theo ý thích của mình thôi. Thì phần chất lượng á, về phần thiết kế anh chị mình yên tâm nha. Em đảm bảo với anh chị á là cực kỳ chất lượng luôn. Thiết kế rất là tỉ mỉ, từng ngóc ngách, từng khoảng không gian, từng khoảng cách của căn nhà đều được chăm chút rất là chỉnh chu anh chị. Đây, sau đây mình có thể để máy lạnh đâu ha. Gạch thì ở cao 1,5 m xuyên suốt căn phòng hết. Đó. Rất là mát. Vô mình cảm giác rất là mát, thoáng lắm anh chị. Đây phòng ngủ thứ ba nha. Cũng giống nhau, hai phòng ngủ liền kề giống nhau hết. Điện âm tường trên xài đèn led hết. Cửa thì cửa bằng nhựa giả gỗ, rất là dày nha anh chị, nặng lắm. Mở nhìn cảm giác nó nghe nó rất là chắc chắn. Em đóng cửa cho anh chị xem nè. Đó, không khác gì cửa gỗ luôn nha anh chị. Đó, đóng lại nha anh chị nghe tiếng nè. Đó, rất là tuyệt vời nha. Chất lượng, chất lượng và chất lượng. Không gian là nói chung nè, rất là rộng rãi nha. Cái này làm khoảng hơn 1 m á, rộng hơn 1 m. Làm khoảng 1,5 m à. 1,5 m luôn á chị, khoảng 1,5 m luôn á. Đây là toilet nè, toilet sinh hoạt chung của gia đình. Đây, rất là rộng rãi nha. Bên đó thì cửa sổ ha. Cửa. Phòng cầu thì nguyên khói. Đóng xuống. Còn chỗ này thì vòi tắm hả chị, vòi sen á. Chỗ này thì nước nó sẽ ra đây nè. À, nước nó sẽ ra đây. Hệ thống nóng lạnh ha. Nước nó sẽ ra đây nè. À, nước sẽ ra ba chỗ. Chỗ này và chỗ này. Rất là tuyệt vời hả chị. Rất là hay ha.
mình có hệ thống gương nè, này xài cảm ứng nè, đấy đó là tuyệt vời luôn. Nhấn thì tắt, nhấn thì sáng, nhấn tắt, nhấn sáng nha, tắt nè. Nước rất là mạnh nha, thuộc vùng Phú Tân luôn mà. Toilet này á, thì dán gạch lên tới trần luôn. Trần xài la phong thạch cao nha. La phong thạch cao. Đây có cái đèn led nè. Rất là mát, rất là mát luôn anh chị. Chỗ này mình có thể để cái mắt giặt đây. Đó. Chủ là chừa đường ống để máy giặt đây nè. Cửa này xịt cửa nhôm kính cường lực nha. Ở tên trần anh chị xem nè, đó, mấy cái đèn led á rất là tỉ mỉ, rất là chỉnh chu luôn nha. Dạ đây, đây còn phía sau mình nè, đó, bên đó thì cũng có nhà hàng xóm nha. Trong đó thì phía sau nhà mình á là khoảng 3-4 hộ luôn, rất là nhiều, còn đông lắm. Đây anh chị mình có thể chạy xe máy vào đây ha. Đó, bên hông mình có con đường 2,5 m á, chạy xe máy vô đây cậu. Đó thì phơi đồ phơi quần áo mình treo đây cũng được. Đó tại vì đây nè đã hàng hàng sắt hết rồi, bảo vệ rất là không có sợ mà trộm cắp gì mình leo vô được ha anh chị. Chỗ này có sàn nước nè, đặc trường hợp anh chị mình làm đám tiệc á là mình rửa rau mình sinh hoạt rất là rộng rãi thoáng mát nữa. Đây chỗ này dán gạch nữa ha, sạch sẽ quá là tuyệt vời luôn anh chị ơi. Chỗ này mình có thể để cái máy giặt đây nữa nè, hai chỗ để luôn nha. Cửa này kẹt trên cửa sắt, cửa sắt này. Bên hông căn nhà mình ha, hệ thống cống thoát nước nè. Đây phía sau mình còn nhà dân rất là đông. Đây sẽ làm con đường rộng 2,5 m, đường đan đó anh chị. Rất là tuyệt vời nha. Phần cục gạch này nè, người ta chủ làm nghiêng đó để cho nước tràn ra ngoài, không tràn vô nhà của mình. Rất là tỉ mỉ, tinh tế ha. Từng vị trí, từng ngóc ngách căn nhà. Anh chị mình có thời gian, mình thích căn nhà, mình nên đi xem thực tế. Mình nên đi xem thực tế anh chị, để mình cảm nhận, để mình coi nó chi tiết nó rõ hơn. Em đảm bảo anh chị mình á, mình đi xem là mình cực kỳ thích luôn. Để em lấy sổ cho anh chị mình coi nha. Có sổ thì có trích lục thì em sẽ báo giá luôn. Dạ đây là sổ mình nha anh chị ơi. Thửa đất số nè 720, tờ bản đồ số 37, địa chỉ là phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 191,2 m², hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn mình có 40 m, còn lại đất trồng cây lâu năm ha, 151,2 m². Thời hạn của đất ở là sử dụng lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 5/5/2024. Cái trường hợp sử dụng đất này nè, tới năm 2024 á, anh chị mình lên phòng tài nguyên và môi trường mình xin cái đơn mình gia hạn ha. Đó, mình gia hạn được 50 năm. Bình thường anh chị, nếu mà đặt trường hợp anh chị mình không đi gia hạn á, mình vẫn để mình sử dụng bình thường ha. Đó, nếu mình gia ngân hàng thì ngân hàng nó sẽ yêu cầu mình gia hạn thôi. Còn mà không có nhu cầu gia ngân hàng, mình để mình sử dụng bình thường, không có gì mà ảnh hưởng đó ha anh chị. Còn bên đây sơ đồ nè, sơ đồ nhà của mình ha. Sơ đồ hướng là hướng đông, đông nam, hướng đông, đông nam nha. Tinh sổ hiện thị hẻm luôn nè, à, rất là tuyệt vời ha. Với chiều ngang á là 6.76, chiều dài á một bên là 27.28, một bên là 27.55, hậu là 7.21 nha, 7.21 nở hậu, hai góc mặt tiền luôn.
hai góc mặt tiền đường ô tô nữa đó. Để em lấy trích lục cho anh chị mình xem. Thửa đất số đúng nè, tờ bản đồ số đúng ha. Địa chỉ phường Phú Tân. Mục đích sử dụng là đất ở cộng cây lâu năm, diện tích là 191,2 m² nè. Đó. Thuộc khu vực quy hoạch là đất trồng cây lâu năm ha anh chị. Đó, rất là ổn nha. Không có vướng quy hoạch nào của nhà nước hết trơn á. Một căn nhà mới xây luôn. Một hoàn thiện mới xây, vừa hoàn thiện. Thiết kế theo kiểu tân cổ điển. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp, rất là chỉnh chu. 191 m², thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre nha. 3 phòng ngủ, bếp, toilet, đầy đủ các công năng hết. Phòng khách rất là rộng, đường ô tô vô thoải mái, hai mặt tiền luôn. Giá đây anh chị mình sở hữu á là 3 tỷ nha anh chị. 3 tỷ nha. 3 tỷ. Giá này mình còn có thể thương lượng được, mình gặp trực tiếp để mình trao đổi. Mình cũng như mình đi xem nhà trực tiếp nè, mình gặp chủ trực tiếp nè để mình trao đổi, mình thương lượng ha anh chị. Rất là tuyệt vời. 3 tỷ. 3 tỷ nha. Hiện tại là có sổ sẵn nè, giấy tờ hợp lệ, mình mua bán chính chủ luôn. 3 tỷ nha. Anh chị mình cần thông tin cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để em được gửi sổ nè, cũng như để em được tư vấn anh chị rõ hơn. Mình muốn xem trực tiếp căn nhà mình cũng liên hệ với em nha. Em được hướng dẫn mình đi mình xem căn nhà. Rồi em sẽ hẹn chủ cho mình gặp trực tiếp chủ để mình trao đổi về giá ha anh chị. Dạ rồi, bây giờ em mời anh chị mình đi từ đây nè. Em sẽ chạy ra ngoài hướng dòng xe mới chỗ quốc lộ 60 cho anh chị mình xem nha. Dạ rồi, bây giờ em mời anh chị mình đi thêm ra ngoài nha. Từ bến xe miền Tây mà anh chị về đây á là tầm khoảng chưa tới 75 cây số nữa anh chị là mình vào được tới vị trí căn nhà ngày hôm nay nha. Rất là tuyệt vời. Ô tô mình vô tới chỗ luôn nha. Hệ thống điện nè. À, mình đi khoảng 40 mét à, là tới đường đây là đường tỉnh lộ 883 mới. Chỗ này dân rất là đông ha anh chị. Đúng đó đó, đường vành đai, một bên là đường vành đai, một bên là đi thẳng là xuống tới chỗ Hữu Định, dòng xe Hữu Định đâu, cầu Phong Nẵm, đi khu nghiệp Gia Long, khu công nghiệp Phong Nẵm được luôn anh chị. Nói chung con đường mỗi ba nè, mình đi thẳng xuống dưới thị trấn Dòng Cơm Ba Tri được luôn. Còn bên đây á là mình vào ngã tư Tú Điền, chợ Tú Điền, đường Chiên, vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre, tòa nhà Tết Sở đâu anh chị. Hơn một cây số một chút nha. Thuộc xã Hữu Định nè. Còn bên mình là quận Phú Tân. Bên phải là xã Hữu Định, bên trái là quận Phú Tân á. Chỗ này á, không khí cực kỳ thích luôn anh chị. Trong lành lắm. Nhưng mà đặc biệt á, mình vào ngay trung tâm là chỉ có hơn một cây một chút à. Phía trước mình á là dòng xe Hữu Định mới nha. Đi thẳng là tới khu nghiệp An Hiệp là khoảng hơn 5 cây số. Còn quẹo phải á là tới được cầu Định Miễu 1 và 2. Qua bên cầu Định Miễu 1 thì tới thành phố Mỹ Tho. Mình đi khu nghiệp Gia Long được luôn anh chị. Đi thẳng là khu nghiệp An Hiệp ha. Đây là trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre nè. Còn con đường mình đang đi nè là con đường quốc lộ 60, con đường huyết mạch đi các tỉnh miền Tây đó. Bên kia có hãng xe Mazda nha. Đó, rất là tuyệt vời nha. Hướng này mình cũng đi vào trở vào thành
phố Bến Tre được luôn nha anh chị. Còn luôn á, còn luôn rồi, bệnh viện Đa khoa tỉnh đang xây thì đường Cầu Miễu 2 cũng đổ ngay còn luôn luôn. Phòng khám Đa khoa Medit Sài Gòn Bến Tre nè, thì trường đại học bên đây là điện lực tỉnh Bến Tre nè. Đó là bến xe Bến Tre á anh chị. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye, bye mọi người.